và tiết kiệm chi tiêu lắm cô bác anh chị. Một tuần mà 100 ngàn, một tuần sống 100 ngàn thì làm sao mà đi uống cà phê 1 ly 20 ngàn được. Còn là thấy người rao không, không thấy người mua. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2023 và em đang đứng ở trên con đường số 7, phía sau em là đường Tên Lửa. Hướng này thì chúng ta đi ra khu Tân Tạo, xa lộ Đại Hàn, quốc lộ 1A đó, nơi tọa lạc của cái công ty có số lượng công nhân đông bậc nhất Sài Gòn của mình, đó là công ty Pouchen. Em xin tạm đọc là công ty Pouchen cho nó dễ đọc theo cái kiểu tiếng Việt của mình. Và thời tiết bây giờ nắng gắt lắm cô bác anh chị, chạy ngược nắng là trời tối thui, 5 giờ rồi mà trời nắng quá trời luôn. Trước khi đi về thăm lại cái khu công nghiệp cũng như là một chút cái hình ảnh công nhân tan ca, những cái khu chợ công nhân, những cái phòng trọ, thì em mời cô bác anh chị chúng ta cùng đọc qua một bài báo. Bài báo này nói về cái sự chi tiêu của anh chị em công nhân ở đây. Báo Tuổi Trẻ thưa cô bác anh chị, công nhân trong bão giảm việc làm 100.000 đồng xài trong một tuần. Cô bác anh chị xài một tuần khoảng bao nhiêu tiền? Và đọc sau khi đọc cái bài báo này xong, thật sự là em không hiểu làm sao trong một tuần có thể xài 100.000, có thể xài trong một tuần 100.000 á, là chỉ vào khoảng chưa tới 5 đô la thưa cô bác anh chị. Đây, phường Tân Tạo, quận Bình Tân nè, thủ phụ nhà trọ vắng lạ thường đó. Tiêu đề này, cố bám trụ, đây là bài báo của báo Tuổi Trẻ thưa cô bác anh chị, cố bám trụ nè đó. Đa số là những công nhân quê ở Đồng Tháp nè, 35 tuổi, 17 năm sống đời công nhân, chưa bao giờ thấy thu nhập bị giảm sút như hiện nay đó. Công ty may mặc nè, là công nhân của công ty may mặc nè, Pouchen nè đó. Dù không thất nghiệp xong đồng lương bấp bênh vì bị giảm giờ làm khiến việc ăn học của đứa con 8 tuổi thành nỗi lo lắng của chị. Đó, đại khái là như vậy. Ước chừng có hơn 70% lao động bị cắt giảm, 30% còn lại chuyển sang các xưởng khác kiếm việc làm. 100.000 đồng xài trong một tuần, thật là khủng khiếp thưa cô bác anh chị. 100.000 đồng, em chưa có bao giờ nghe cái con số này, nhưng mà thực tế nó đã xảy ra trong cái tình hình khó khăn của Sài Gòn mình hiện nay nói riêng và của cả nước nói chung. Ăn ít lại, mua ít lại, và bây giờ thì cô bác anh chị thấy là cái gì nó cũng tăng. Gạo sắp tới, gạo cũng đã tăng rồi đấy, xăng tăng, điện cũng sắp sửa tăng, học phí tăng vào năm học các con, rất là nhiều cái khoản chi phí. Như vậy 100.000 đồng trong một tuần thì chỉ là tiền ăn thôi, mà em nghĩ là 100.000 đồng trong một tuần còn khó để ăn nữa chứ đừng nói. Cái bài báo hôm nay em muốn mời cô bác anh chị xem một chút như vậy để chúng ta này, có cái bằng chứng ha, có cái bằng chứng và chúng ta cập nhật thêm một chút cái thông tin. Thôi bây giờ thì em mời cô bác anh chị ra khu Pouchen nha. Dạ rồi, bây giờ em mời cô bác anh chị xuất phát ra khu Tân Tạo, công ty Pouchen. Trên đường này thì chúng ta cũng sẽ có những cái chợ chòm hổm, công nhân, khu nhà cho thuê tài le luôn á cô bác anh chị. Cái khu Tên Lửa cũng vậy á, rất là nhiều nhà cho thuê. Một 100.000 mà trong một tuần thì nói chung là chỉ ăn với ít rau với mì tôm, gạo nhiều khi là cũng không đủ để mà ăn nữa. Nhưng mà khổ lắm, bây giờ về quê đâu phải ai cũng có điều kiện để về quê thưa cô bác anh chị.
là về quê rồi nhiều khi ruộng vườn cũng không còn, làm gì bây giờ? Đó, nhà cửa cho thuê nè, quái trời nè, có anh chị thấy không? Oh, wow, đây nữa nè. Đó, trời nắng chói chang. Biết là cuộc sống nó như vậy đó, nhưng mà vẫn cố bám trụ thôi. Nếu bây giờ là những anh chị về quê là cùng lắm rồi, phải về. Chứ còn không thì người ta cũng bám trụ ở lại đây đó, để kiếm tiền, con cái học hành. Đó, nhà cửa này. Ôi, mà gắt không có bác anh gì. Bây giờ thì bớt gắt rồi nhưng mà nó chói chang lắm. Người ta bán chăn ra gối nệm ở đây ha, khu này khu công nhân à, bán là phải bán giá rẻ, chứ còn mà giá mà cao cao một tí là khó bán lắm thưa cô bác anh chị. Ở Sài Gòn mình thì nó đúng ra có hai cái khu vực, như là khu Tân Tạo này, rồi thêm khu ở chế xuất Tân Thuận nữa. Đó, hai khu này là công nhân ở nhiều, ra nhiều, buôn bán nhiều. Đó, phòng trọ cũng nhiều. Ở đây là có một cái chợ công nhân. Rau củ nè, cho thuê mặt bằng luôn. Đó, khu vực chợ công nhân. Bây giờ công nhân nó không còn đông như ngày xưa nữa. Ý trời ơi, nước cá không đổ thẳng ra đường luôn. Hết ký 50. Cái chợ nhộn nhịp quá, chợ chồng hợp không có anh gì. Ôi, hồi trước đi ra ngay chỗ cái chợ này nè, công nhân ra rất là đông luôn cô bác anh chị. Bây giờ đường xá vắng tanh trong một cái buổi chiều tan ca cuối tuần thứ bảy cuối tuần là khu công nghiệp Vô Chen này vẫn còn làm á cô bác anh chị, chưa không có nghỉ đâu nha. Còn bây giờ chúng ta thấy là nhìn nó đều hiu chợ chiều luôn á, và đơn hàng thiếu quá thiếu, không có đơn hàng nữa, buộc người ta phải cho công nhân nghỉ luân phiên. Cứ như thay vì ngày xưa làm tuần 7 ngày thì giờ là còn làm tuần 3 ngày 4 ngày. Chính vì vậy mà cái thu nhập của người công nhân nó giảm xuống thưa các bác anh chị. Nó giảm không phải là giảm để ý mới thấy, mà là nó giảm rõ rệt luôn. Khu này nhà bán nhà cho thuê cũng quá trời, nguyên căn không đó, cho thuê nè. Nước mì á nè, mấy nay trời nắng nóng. Ồ, lan con 15.000. Trời ơi, lan đẹp quá vậy. Hôm nào tới Tết chúng ta lại đi cập nhật hoa lan.
nước mía mà nước mía Cần Thơ luôn ha. Ở Sài Gòn bán nước mía Cần Thơ. Ở đây thì chắc có lẽ là em sẽ đi thẳng phía dưới cầu nha, bên hông cầu, đi mé bên này. Các quán cà phê khu công nhân. Ngày xưa cứ cái ở cái khu công nhân là làm cái gì cũng ngon, miễn sao là cứ đối tượng là công nhân thôi. Ngày hôm nay á hả thì thua lắm. Ngày hôm nay không có công nhân nhiều nữa. Rồi nếu mà có thì người ta cũng tiết kiệm chi tiêu lắm cô bác anh chị, một tuần mà 100.000, một tuần sống 100.000 thì làm sao mà đi uống cà phê một ly 20.000 được. Đó, nhà cho thuê này. Trời đất ơi. Vé số ở đôi khi gom tiền 100.000 còn 10.000 mua tờ vé số, biết đâu đổi đời. Thế thôi. Em thấy mấy người giàu thì ít mua vé số, chứ mấy chú ba gác xe ôm công nhân rồi gì mua vé số liên tục. Tại vì 10.000 thì đôi khi người ta cũng không có giàu, không giàu được, mà biết đâu trúng một cái là thành tỷ phú. Thành ra là thấy mấy chú xe ôm công nhân đồ đi mua vé số không, chứ mấy ông nhà giàu có thấy ông nào mua vé số đâu. Đồ rồi chứ, hay là người ta mua rồi giàu rồi người ta nghỉ mua không biết nữa. Rồi em đi ra phía trước khu công nghiệp bằng cái đường bên hông này, thay vì lên cầu cô bác anh chị đi qua phía khu Bà Hôm kia, chợ Bà Hôm kia, cho thuê nhà nguyên căn. Nhà này chắc là làm cái trường mầm non quá, sơn màu hồng, màu xanh, màu vàng. Đi bên này thì hồi chúng ta đi qua cái hầm Tân Tạo, chúng ta cũng đi qua khu Bà Hôm được. Khu này nhà giàu bên phải của em này, đâu có cho thuê phòng công nhân được. Phòng công nhân thì bây giờ bên khu Bà Hôm kia quá trời phòng, không ai thuê công nhân đâu mà thuê. Giá rẻ 700-800 ngàn phòng cũng không ai thuê. Thành ra bên này đâu có ai để bạn cho thuê phòng đâu có bác anh chị. Cho thuê nhà không à, nguyên căn to đùng vậy đó. Ai có điều kiện thì người ta thuê, không thì thôi. Trời ơi, đôi khi thấy cuộc sống của anh chị em công nhân đó, cũng lo lắng cho cái nền kinh tế sắp tới, tình hình kinh doanh buôn bán kéo theo rất rất là nhiều cái vấn đề thưa cô bác anh chị. Đôi khi những cái ngành nghề khác, ví dụ như em bán hàng đi, bán mấy cái đồ chơi cho em bé rồi gì chẳng hạn, cái đó là bà xã em bán chơi cô bác anh chị, nhưng mà cũng bán, nhưng mà giờ công nhân người ta làm không ra tiền, lấy đâu mà mua hàng. Khổ vậy chứ, để bán rẻ cũng không thấy người mua. Chợ thì vẫn còn đó, hồi trước sau cái mùa dịch thì người ta dẹp chợ đi, nhưng mà rồi cuối cùng đó, ở đâu có cầu thì có cung thôi, ra là vẫn có nè. Nhưng mà chợ thì vẫn còn đó, nhưng mà công nhân thì đi đâu rồi, không thấy. Buôn bán không còn như lúc trước nữa. Đậu rồng kìa, ngon quá. Đậu rồng tươi rói. Mua thịt chắc thịt voi 250 kg. Đó, cái chợ đó. Cái chợ ngày hôm nay người bán cũng đâu hết trơn, trống trơn luôn ha. Người mua thì không có nhiều luôn á cô bác anh chị.
đất trống còn quá trời. Ngày xưa không có kiểu trống như thế này đâu, mua người ta không có chỗ để ngồi bán luôn á. Bây giờ trống trơn. Dưa leo trên đồng giá 1 ký 15 ngàn, không muốn một bó 5 ngàn. Còn là thấy người rau không thấy người mua. Bên trái em là quốc lộ cô bác anh chị, xa lộ Đại Hàng á. Và cái hướng em đang đi đây, nếu mà đi ngoài quốc lộ là chúng ta về An Sương. Cô bác anh chị cùng ngắm nhìn một chút cái chợ. Công nhân giờ không thấy đâu, ngày trước em đi không có đi được, nó đông lắm. Bây giờ cũng mới có 5 giờ cô bác anh chị. Cô giấy này vẫn còn bán ha, hồi trước em thấy dẹp rồi á. Bún tươi 10 ngàn, chắc là 1 ký 10 ngàn. Rồi bơ trái to ghê không có anh chị kìa, đó cái chị bán bơ đó. Bắp em bé 10 ngàn một chục, bắp rồi bán lẻ mấy chị ơi. Trời ơi, nó điều hiu đó. Thấy mấy người bán người ta ngồi. Thôi em quay lên ở đây luôn của mấy anh chị. Đây là đồ đóng. Đồ si nè. Đồ xuất tùm lum, đồ cũ, đồ mới tùm lum hết nha. Trong người công nhân mà ra đây kiếm cái nào mặc vừa là mặc thôi. Trời ơi nó bắn. Thôi rồi, của mấy anh chị thấy không? Bán đủ thứ hết cô bác anh chị ạ. Quá trời luôn, cái gì cũng bán hết trơn. Những người ở đây bán, người ta cũng sợ trật tự đô thị đi rượt bắt, thành ra là người ta cũng thận trọng cô bác anh chị. Nếu mà thí dụ như mình đi quay, mình đưa cái camera ở đây mình lia thì nó phiền phức lắm luôn á. Mặc dù là mình không có ý gì cả nhưng mà người ta đâu biết đâu. Cô bác anh chị thấy ngày hôm nay cái cuộc sống khu vực công nhân đông bậc nhất Sài Gòn như thế nào? Ở đây cái gì nó cũng rẻ hơn so với ở trong khu vực mình hết cô bác anh chị. Nó rẻ lắm. Rồi em đi qua trước công ty. Trời, vắng quá trời á. Anh chỗ cái góc bên phải của em này là có cái hầm Tân Tạo, đi qua bên kia chút xíu rồi em sẽ chạy qua. Còn bên này thì cô bác anh chị thấy nè, người ta cũng ngồi bán nè, không? Chỉ có điều là không có công nhân nhiều thôi.
không, Tân Tạo. Trời ơi, bây giờ nhìn nó rất là điều hiu luôn á cô bác anh chị. À, khu vực hầm Tân Bảo nha. Công nhân đông quá cho nên người ta phải làm cái hầm dưới này để tan ca, rồi công nhân người ta chạy về bên kia. Bên này đâu có nhà trọ đâu cô bác anh chị. Có quần áo bán nè. Còn là những cái hình ảnh quần áo treo treo. Ngày hôm nay thì công nhân không có. Thôi cô chở quá trời, gió nè, thổi một phát liêu siêu luôn. Ủa hôm nay không có công nhân luôn á. 5 giờ mấy rồi các bác anh chị. Trời ơi, thường mấy giờ khoảng 4 rưỡi 5 giờ này em chạy về đây thì rất là đông luôn. Đông nghẹt, không có đường đi á. Hôm nay á, lát đát vài công nhân đi ra khỏi công ty rồi. Thay đổi giờ làm, không có đơn hàng thay đổi giờ làm hết rồi hay sao á. Trời ơi. Cô bác anh chị nghe tiếng rau không? Cái hầm Tân Tạo này. Mấy cái xe mà chở công nhân đồ này kia cũng thấy bao nhiêu. Cho con hỏi công nhân ra ra chưa chú? Công nhân người ta ra chưa? Dạ. Nay vắng quá. Dạ. Mở bồ này, 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 mở bồ này
chạy qua Hồng Tân Tạo thôi cô bác anh chị. Đây xuống cái hầm để cô bác anh chị cùng xem cái cuộc sống đó, rồi người ta buôn bán ở ngay cái hầm. Ta bán ngay giữa cái đường đi luôn á. Cái hầm này ban đêm đi thì chắc là cũng nguy hiểm đó cô bác anh chị, hạn chế đi ban đêm hay có cướp giật hay gì á. Ở đây là người ta bán xung quanh cái hầm có cái thảm xanh cỏ, cái thảm cây dây leo này nó xanh đẹp quá ha. À, hồi nãy em hỏi cái chú kia thì chú nói là công nhân ra rồi, nhưng mà dạo này ít lắm, có chút xíu là hết à. Thành ra là em chạy lên không còn ai ra nữa trơn, trong khi đó những cái giờ này mà khoảng chừng năm trước chẳng hạn, trời rất là đông, người ta còn đi chợ, người ta mua đủ thứ hết trơn hết trời á. Bây giờ hôm nay là không thấy gì luôn, vắng vẻ quá trời thôi cô bác anh chị. Thôi mời cô bác anh chị đi dạo chợ ở đây nha. Em đi xuống cái hầm ngược lại hướng bên kia. Nho ngon, ngon, nho nhìn ngon. Tôm nhìn cũng rất là ngon nè cô bác anh chị. Lâu rồi cái cảnh ngược ngược người mua hàng chợ búa buổi chiều. Dâu toàn là người bán không đó cô bác anh chị. Thấy bao nhiêu người mua long ruột đỏ chôm chôm. Chôm chôm quá trời luôn của mấy anh chị, mà có điều nóng quá em ăn về nó bị lỡ miệng hết.
đợt mới đầu mùa mua ăn xong giờ không dám mua ăn luôn. Rồi em đi qua đây nha. Gà cà chua bi rồi có 20.000 bịch là trời ơi, nó rẻ thôi rồi luôn. Người ta bán rất là tự do thoải mái giữa đường đó các anh chị. Trời chiều công nhân mà như thế này thì các anh chị thấy là nó rất là vắng, không thấm vào đâu so với ngày trước cả. Chợ chiều công nhân đó, em quẹo trái nha. Khu phía sau này là khu chợ Bà Hôm. Chút như vậy các bác anh chị thấy cái tình hình buôn bán bà con mình ở đây. Hôm bữa em đi cập nhật cái khu xóm trọ ở đây ha. Quá trời phòng cho thuê, bây giờ về vẫn thấy phòng trọ đẹp cho thuê full nội thất tùm lum. Đây, chắc là em đi ra lại thôi. Một vài cái hình ảnh như vậy để cô bác anh chị cập nhật tình hình sau mấy tháng trời, sau mấy tháng quay về để trở lại đây. Khu chợ này bán hay quá, đồ người ta treo ở giữa đường nè. Nó rất là nhiều đồ quần áo của các anh chị. Em quẹo ra đường nha. $35.000 một bộ. Em quẹo trái thưa cô bác anh chị. Bán quá trời hàng hóa, toàn là đồ rẻ không à. Này em đi ra lại cái hầm rồi quay về bên kia, về hướng tên lửa để về nhà. Một vài cái hình ảnh như vậy để cô bác anh chị cập nhật. Và em xin được tạm dừng các clip ở đây. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sự bình an và sức khỏe trong những cái ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Cho thuê phòng trọ nó nằm đầy dọc theo những cái mặt tiền nhà, người ta dán mấy cái tờ giấy màu trắng ép nhựa lại đó.
ơi, em chạy ra hướng xa lộ Đại Hàng, quốc lộ 1A và em sẽ tạm dừng các clip ở đó. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Phía trước là quốc lộ 1A rồi cô bác anh chị, xa lộ Đại Hàng. Rồi, ở đây bộ phải đi xuống hầm thì quay ngược trở về khu tên lửa, còn đi thẳng luôn thì chúng ta về khu An Lạc. Và em tạm dừng các clip ở đây. Bye bye.